Cuối tuần vui vẻ tiếp tục hành trình về Phú Yên với 8 con ba bê siêu đẹp. Tuần TV xin mến chào quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi. Hôm nay chủ nhật cuối tuần ngày 21 tháng 7 năm 2024 dương lịch. Và sáng hôm nay cuộc hành trình của Tuần TV tiếp tục hành trình vận chuyển tổng quan 8 con ba bê hàng cực kỳ đẹp giao về cho anh em vị khách ở Phú Yên. Mới có, cũ có. Và ngày hôm nay tổng quan thì mình giao sẽ là 11 con. Đó thì mình giao 8 con này xem thì mình về nhà mình tiếp tục giao 3 con nữa về cho một ông anh khách cũ ở ngoài Hội An. Đó thì anh chốt bò từ ngày 14 âm lịch và hôm nay là 16 âm lịch thì anh mới nhận bò được. Đó và cuộc hành trình ngày hôm nay giao tổng quan hết 11 con ba bê cho khách Phú Yên và Bình Định như thế nào thì mời quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi đăng ký kênh và theo dõi trang fanpage Tuần TV để biết toàn bộ cuộc hành trình này. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, kính chúc quý bà con, quý cô chú anh chị luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, công việc chăn nuôi luôn được thuận lợi nhé. Rồi, bắt đầu.